cho tất cả anh em nhé. Đây em giới thiệu cho anh em một số gọi là cái bộ bơm ben nhé, bộ bơm ben. Bơm ben này mình đang bán trên 2 triệu một chút. Bơm ben này nó lắp cho 3 bánh, đấy, nhiều loại. Đây về anh em lắp vào đầu rồi, đầu để nó chạy thẳng dọc. Vẫn máy vẫn chạy chứ anh em gạt cần cái là nó bơm ben luôn. Đấy. Nguyên lý nói chung là hàng mình chỉ bán hàng mới anh em. Anh em nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại 036 4011 683. Thì quay chi tiết cho anh em xem nhé. Gọi là đây là hộp số của bơm ben dành xe 3 bánh nhá. Anh em lắp về loại lạo được, chỉ cần lối giữa cái trục cầu mới nệ hộp số ra được. Anh em có thể ben được, bơm được. Anh em là hỏng rồi thì mình bán liền luôn hết cả bơm ben rồi bán liền nhé, mình bán cả cục nhá, nó đồng bộ nhá. Như anh em về anh em lắp mà nó không đồng bộ nó bơm cũng không được ổn lắm, ổn định lắm đâu. Đấy, trong chỗ đấy mình bán số mạnh nhiều lắm nhá, số mạnh này. Combo đồng bộ hết nhá, số mạnh nhá. 1,5 triệu bộ nhá, 1,5 triệu bộ. Đây video là mình quảng cáo một số thứ nữa thôi. Hộp số đảo chiều tiến độ nhé, có cả khớp nhá, 800.000 bộ cả khớp, bao ship toàn quốc, bơm ben nhiều thứ. Video là mình chỉ nói về đọc cái bộ bơm ben này thôi. Đấy. Giá trên 2 triệu một chút, bao ship luôn. Anh em có mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, anh em đăng ký kênh nút góc dưới, đăng ký xong comment dưới mình sẽ trả lời luôn cho, hoặc là anh em alo trực tiếp số điện thoại 0364011683. Hàng mình còn rất nhiều, anh em cần đặt hàng là có hàng thôi. Đấy, mình Bắc Giang nha. Đây trục nó chạy thẳng đây thì anh em kéo cần một cái là nó có thể là bơm ben được luôn. Đấy, nguyên lý chạy của nó như thế. Và anh em anh em là lắp rồi thì anh em biết luôn. Hỏng rồi hoặc là muốn chế thêm thì anh em mua thêm cầu bánh, hộp số mạnh, hộp số đảo chiều có đủ hết. Hộp số đảo chiều dùng cho máy 110 anh em, 110 hay 125 có đủ hết, chứ anh em đăng ký kênh mình, kênh mình còn bán rất chỉ nhiều máy, anh em giao lô nhé. Đây hàng bên mình còn rất nhiều này, kho luôn, cần số 5 tạ đủ hết, không thiếu gì cả. Đấy, anh em có nhu cầu alo thì cứ liên hệ trực tiếp mình nhé, Bắc Giang nhé, quyết Bắc Giang. Rồi chào tất cả anh em.